Dạ vâng, em Tuấn Ô Tô Cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, và buổi chiều ngày hôm nay đây thì em lại tiếp tục cập nhật cho quý anh chị các bạn mẫu xe tập lái che nắng che mưa. Mẫu xe nhỏ gọn hatchback đó trước khi đây 10 với cái form dáng cũ của nó các bác ạ. Thì em này được sản xuất năm 2013 với động cơ động cơ của nó là 1.0, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là form dáng của dòng hatchback này. Ở trong chiếc cái i10 nó rất nhỏ gọn, thon. Đấy, các bác nào mà mua về đi gọi là chạy gia đình hay là che nắng che mưa tập lái cực kỳ ok luôn các bác ạ. Thay thế một chiếc xe máy với cái dòng tôn vỏ nhập ấn này thì tôn vỏ gầm bệ nó cực kỳ là chắc luôn các bác nhá. Đấy, thân vỏ bên ngoài của em nó thì mang nước sơn màu bạc, cũng như là tổng thể phần nắp cabo cũng như là mọi thứ cản mặt ca lăng nối với thân vỏ của nó dường như chưa chỗ nào méo mó gồ ghề cả. Mặt nắp cabo đóng vào rất khít các bác này, rất đều, hai bên rất là đều luôn. Hiện tại em nó mang biển 18A16048. Hệ thống đèn chiếu sáng chính của nó vẫn là đèn halogen kết hợp cả đèn gầm đầy đủ các bác ạ. Và cái mắt đèn của nó chưa hiện tượng gì gọi là nó ngả màu vàng cả, cũng chưa hiện tượng gì gọi là đọng hơi nước. Đấy. Đăng kiểm của chiếc i10 thì dài tận tháng 1 năm 2023, đăng kiểm rất dài luôn. Cái sơn si của nó các bác này, sơn si của nó đẹp nét căng luôn các bác nhé. Sơn si của nó đẹp nét căng luôn. Lốp dép em này thì nó mới là khoảng 90%. Và cái bản i10 bản thiếu này thì nó hệ thống la răng của nó la răng sắt, và em này đã độ lên hệ thống la răng đúc rồi, trông rất là cứng cáp. Đấy, thân vỏ bên ngoài của nó các bác này, những cái đường gân xe hay là cánh cửa khi đóng vào cực kỳ là khít. Có cánh này đóng chưa kín đấy các bác ạ. Cánh này đóng chưa kín này. Đấy, đóng kín vào rất là khít luôn. Còn tôn vỏ của nó này các bác này. Tôn vỏ của nó này cực kỳ là cứng cáp luôn. Đấy, nghe tiếng tôn của nó rất là đanh. Đấy thì cánh cửa đóng rất là khít này, mọi thứ khe nối, khớp hở của nó dường như rất đều rồi. Form dáng của nó cũng rất là đẹp luôn. Các bác mua về mà bác làm mà hay làm việc ở những cái chỗ gọi là đi qua những khu vực giờ cao điểm ấy, hay tắc đường, hay là những khu vực ngõ ngách nhỏ hẹp để các bác lựa chọn mẫu xe này, các bác đi rất là thoải mái luôn. Đấy, trong thì có điều hòa mát lạnh, cũng như loa đài âm thanh ánh sáng đầy đủ. Còn đâu tổng thể về form dáng bên ngoài em nó thì nó là form cũ dòng i10. Nó nhìn nó nhỏ nhỏ, cụt cụt một chút các bác nhá. Khoang cốp cũng tương đối là rộng ạ. Thì đây là cái phần tôn vỏ mà. Cua lốp của nó này các bác này, sơn lớp sơn chống thấm và chống han gỉ rồi, cực kỳ là dày. Và em báo giá luôn, trước khi nay i10 là bên em đề xuất bán với giá chỉ có 150 triệu các bác nhé. 150 triệu là bên em báo rút sơ. Hỗ trợ vận chuyển là các bác phải cân đối mình mẫu Hyundai i10 này. Nhỏ gọn hatchback các bác đi mà tập lái che nắng che mưa, hay đi công trình công trường, nói chung là đi tất cả mọi công việc của bác, phục vụ tất cả nhu cầu công việc của bác rất là ok, ổn áp các bác nhé. Thế thì mọi thứ này dường như nó còn rất là đều xe. Đấy, sơn si của nó phải là đẹp nét căng rồi. Kiểm tra một chút gầm bệ của nó các bác nhé. Kiểm tra một chút gầm bệ của nó này. Gầm bệ của nó hoàn toàn không mối hàn nào cả, cũng chưa chỗ nào gọi là gò nắn các bác nhé. Toàn bộ hệ thống gầm bệ đều nguyên bản, nguyên zin theo xe các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy thì tổng quan bên ngoài của em nó dường như là rất ổn áp rồi. Còn hệ thống gọi là keo chỉ của nó này, cũng như mặt táp ly và khoang nội thất của nó các bác nhé. Nội thất em này bọc một lớp ghế da màu camber để nó trùng với mặt cái phần táp ly của nó này. Mặt táp ly tất cả phụ tùng phụ kiện là còn nguyên bản, nguyên zin theo xe các bác nhé. Nói chung là hiện tượng hao mòn của nó thì cũng có một chút, nhưng mà phần nhựa của nó, cái màu của nó rất là sáng màu luôn các bạn. Nó trên cái mặt táp ly nó tích hợp đầy đủ phím khiển lên xuống kính, cũng như là hệ thống gọi là gương kính chỉnh điện các bác nhé. Keo chỉ của em nó đây các bác này, keo chỉ của em nó đây ạ, hoàn toàn nguyên zin, không có phần keo chỉ nào, rất là đẹp. Phần vô lăng của em này thì bọc lớp bao da giả da cao sấu cực kỳ ok luôn. Nó bảo quản phần vô lăng bên trong là không bao giờ có hiện tượng hao mòn các bác nhé. Nội thất là tương đối là sạch sẽ rồi. Đấy. Còn đây là cánh cửa sau bên lái các bác này. Mọi thứ keo chỉ của nó thì em cam kết là zin toàn tập, các bác hoàn toàn yên tâm vấn đề đấy ạ. Mặt táp ly của nó này, phân sần rất là nổi, đẹp, sạch sẽ, sáng bóng luôn. Và chưa hiện tượng gì gọi là nó bị thay thế một phụ tùng phụ kiện nào cả. Còn phần gầm phía sau bên bên gọi là bên lái các bác này, mọi thứ này không vết gò nắn hay là không vết hàn nào, mối hàn nào khác lạ cả. Mọi thứ đều còn zin nguyên bản theo xe. Đấy, rất là đẹp luôn. Hệ thống trần của em này lên, nó vẫn là lớp trần nỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Qua năm tháng, qua thời gian sử dụng thì nó cũng ngả một chút màu. Nói chung là trông vẫn còn tương đối là sạch sẽ. Một lớp ghế da đằng sau thì hoàn toàn không một vết rách, không một vết ố nào cả. Rất là đẹp luôn, sạch sẽ. Thì các bác mua về sẵn chỉ việc đổ xăng thay dầu chạy thôi. Và cái giá 150 triệu là bên em báo rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển các bác nhá. À, cốp em này vẫn là cốp mở tay các bác này. Cốp mở tay nhưng mà nó bị trục trặc một chút rồi. Thôi thì mở khóa vậy. Về phần cốp của nó quan trọng nhất phần gọi là đường máng nước này.
tất cả lỗ đinh tán ở cột này các bác này, nó còn zin nguyên bản theo xe này, không có vết gọn nắn hay vết hàn nào khác lạ cả đấy. Những con ốc của bản lề của nó còn nguyên zin các bác nhá, chứ con ốc bản lề của nó còn nguyên zin này. Đời 2013 giờ mà phải nói là xe tương đối là cứng cáp, nói chung là chưa có gòn nắn gì về phần thân vỏ cả. Sơn zin này chắc chắn là nó không zin được 100% rồi, kiểu gì cũng có hiện tượng gọi là spa làm đẹp lại rồi các bác nhá. Tất cả lỗ đinh tán, lỗ kỹ thuật của nó còn tròn vo các bác nhá, lỗ đinh tán và lỗ kỹ thuật của nó còn tròn vo, keo chỉ thì zin đét này, không mất phân keo chỉ nào. Tất cả hệ thống keo chỉ thì phải nói là em cam kết các bác là đầu đít. Mấy cả hai cái cánh gọi là cánh lái và cánh phụ là zin rồi. Còn nốt hai cánh này giờ em sẽ quay luôn cho các bác quan sát này. Đấy thì mặt táp ly của nó cơ bản thì nó vẫn còn là còn nguyên bản, nguyên zin theo xe. Mặt vân sần nổi rất là đẹp, chưa thay thế phụ tùng phụ kiện nào cả. Còn keo chỉ phần cánh phía sau bên phụ các bác nhé, keo chỉ của nó thì hoàn toàn không mất phần nào, chưa có chỗ nào gọi là chạy lại. Đấy, keo chỉ zin theo xe, cánh cửa khi đóng vào rất chắc tay. Còn đây là phần keo chỉ lốt cái cánh bên phụ đây các bác này, mọi thứ dường như rất là tinh tươm, đẹp đẽ rồi. Sẵn mua về chỉ việc đổ xăng thay dầu chạy thôi, keo chỉ nguyên zin rồi. Mặt táp ly của nó cũng thế này, cơ bản là rất sạch sẽ. Mặt táp lô của nó vân sần thì rất là nổi các bác nhé, vân sần rất là nổi luôn. Và các bác lựa chọn cái dòng i10 này để mà đi tập lái thì cũng cực kỳ là ok, che nắng che mưa. Với cửa tiền chỉ có hơn, chỉ có 150 triệu thôi, phải nói là rất hợp lý. Bên này bao rút sơ và hỗ trợ vận chuyển các bác nhé. Còn về cái xe cũ thì bây giờ em sẽ test luôn một vòng cho các bác quan sát luôn cái gầm bệ của nó này, xong em sẽ mở khoang máy cho các bác quan sát khoang máy của em nó này, xem máy của nó có khô ráo không, máy số nó có trơn tru không, đầu đai của nó các bác nhé. Tất cả mọi thứ đều hoạt động bình thường này. Mặt táp lô mà nói vân sần nổi rất là đẹp sạch sẽ các bác nhé. Đây ạ, giam giã không bậc quãng đường này em đi cho các bác này, nó tương đối nó gồ ghề, tương đối nó gồ ghề. Cái phần gầm của nó tương đối nó đẹp các bác nhé, gầm của nó ngồi trong mà nó như này là tương đối đẹp ạ. À, mẫu xe 2013 phải nói là nó không ồn lắm các bác nhé, nó không ồn lắm ạ. À, nó vừa vừa thôi ạ. À, với mẫu xe tập lái gọi là che nắng che mưa như này rất ổn áp các bác nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Em chạy một chút thôi, test gầm cho các bác đấy. À, gầm bệ thì chắc nịch rồi. Còn bây giờ phần gọi là máy số xem sao các bác này. Gầm bệ thì chắc nịch rồi, giờ còn cái vấn đề gọi là máy số này, loa đài âm thanh ánh sáng các thứ này. Đấy, mọi thứ đều hoạt động bình thường các bác nhé. Cửa gió điều hòa rất là to. Đấy, ô đô của nó thì là 17 vạn các bác nhé. Còn đây là khoang động cơ chiếc Hyundai i10 này, đời 2013, máy gầm thì em test rồi. Còn phần máy này các bác này, còn phần máy đó, máy nổ tương đối là êm ái, máy nổ tương đối là êm ái này. Và khoang máy hoàn toàn là khô ráo sạch sẽ, không một chút gì gọi là gì dầu gì nhớt gì cả các bác nhé. Ốc chân máy còn nguyên zin này, rất là đẹp luôn, máy nổ rất là êm. Đấy, động cơ này, động cơ của nó là 4 máy các bác nhé, 4 máy cho nên động cơ nổ rất là êm luôn, hoàn toàn hiện tượng rung lắc rất là ít. Đấy, khoang máy hoàn toàn mộc mạc các bác này, tiếng máy nổ rất là êm luôn, máy nổ cực kỳ êm luôn. Em sẽ ga một chút cho các bác này. Đấy, máy nổ cực kỳ êm luôn, không có tiếng gõ hay tiếng gì khác lạ cả các bác nhé. Đấy, rất là đều tiếng máy luôn á. Đấy, máy nổ rất là ngon. Còn về đầu răng mọi thứ của nó này, chưa biết gò nắn hay nắn bóp gì lại cả. Nắp cabo tất thảy mọi thứ em cam kết các bác là chưa có va chạm ở phần đầu phần đít này cả. Nói chung là va chạm nhỏ nhỏ không tránh được bên hông bên sườn. Còn gọi là đâm đụng ngập nước thì là không có các bác nhé. Bên em cam kết bằng văn bản, bằng giấy tờ với các bác là vấn đề đâm đụng ngập nước ạ. Đấy, các bác có mang ra gara test mà lỗi đâm đụng ngập nước thì em nhận lại xe, hoàn lại tiền cho quý khách hàng. Khoang máy em này rất là ok, tất cả khoang máy rất là mộc mạc, mọi thứ được rất là đáp rồi, mua về sẵn đổ xăng thay dầu thôi các bác nhé. Thế thì vừa rồi em Tuấn ô tô của Hải Phòng có quay qua báo giá review các bác mẫu xe gọi là Hyundai i10 được sản xuất năm 2013 với form cũ này, cửa tiền chỉ có 150 triệu rồi các bạn. Đấy thì bác nào mà quan tâm mẫu xe này, cảm thấy chiếc xe này đúng chân với mình và là nhu cầu muốn tìm một mẫu xe gọi tập lái che nắng che mưa thì hãy nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em các bác nhé, 0389726738 ạ. Và bác nào xem qua video của em lần đầu tiên thì hãy cho em xin một lượt đăng ký, bật chuông thông báo ủng hộ em để em liên tục ra những video chất lượng để cho các bác tham khảo cũng như là. Và cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại quý anh chị bạn ở video sau ạ.